cái bà đấy mưa chút tía sợ khúc thì bà cái như cái bà này cũng không qua trò đâu hết cha triệu mà chỉ được mỗi cái nhà khô như thế này mà chứ mà tính ra mà 10 triệu tiền thì được bao nhiêu đất trên này đất vậy à khô đủ ở ấy từ toàn thể quý cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh Còi La Lin. Cô bác ơi, ngày nay thì chúng em đang trên đường đi trên chỗ bản của hai chị em Bớ Hờ cô bác ạ. Thì đây là cái khung cảnh trên đường đi đây ạ. Ở trên này thì như các bác cũng đã biết rồi đấy ạ, thì cái khu này nó lại có một cái khí hậu nó rất là mát, cho nên là chỉ có một mùa thôi. Và cái mùa này đang là cái mùa vàng Tây Bắc chúng em đây. Những cái thửa ruộng bậc thang là đang đua nhau chín này, vàng hết rồi. Bà con ở trên này đang là cái mùa gặt, cái mùa thu hoạch rồi. Và ngày hôm nay thì cái thời tiết là gọi là hơi dở dở ương ương một tí, vừa nắng vừa mưa, cho nên là sẽ hay xuất hiện những cái mây như này. Đấy, nếu mà mây mà dày đặc nữa thì chúng em hay gọi là trên này là biển mây đấy. Mây ngút ngàn luôn. Ở dưới kia thì nắng, ở trên này thì vừa mưa vừa nắng, nên là nó hay xuất hiện mây. Và cái cảnh này thì thật sự là rất là đẹp, mà chỉ có ở những cái nơi mà nó cao hẳn lên thì nó mới có được những cái cảnh này, chứ như ở dưới khu dưới nhà chúng em ý, thì lại không có. Thì lên trên này thì rất là hay gặp như này. Và mùa này thì sẽ vào cái gọi là mùa mây và mùa leo núi. Ở trên chúng em là có cái gọi là đỉnh núi Lào Thần, nếu mà săn mây là cũng rất là đẹp cô bác ạ. Gửi một chút mây ở Tây Bắc đến cho các bác nhá. Ở trên này thì được cái là cảnh nó đẹp cô bác ạ. Có hy vọng là sẽ có một ngày nào đó thì được các cô các bác là có thể đặt chân lên đến trên này để có thể ngắm cảnh và thăm bà con ở trên này ạ. Đấy, như các bác là cũng đã biết ạ, thì trong thời gian vừa qua thì em có là có ghi hình hai chị em Bớ Hờ ấy ạ, thì cũng nhận được sự quan tâm của quý mạnh thường quân, quý khán giả rất là nhiều. Ngày hôm nay thì chúng em sẽ lên trên chỗ nhà chị em Bớ Hờ để gọi là cùng với lại cán bộ thôn là đi hỏi đất nền cho hai chị em. Vì trong thời gian vừa qua thì cũng có các cô các bác là cũng rất là mong muốn là hai chị em Bớ Hờ là có thể là có được một cái mái ấm riêng các bác ạ. Vì hai chị em Bớ Hờ thì như các bác cũng biết rồi đấy ạ, thì có bố thì cũng như không, bố chẳng quan tâm gì đến hai chị em. Đấy, hai chị em thì hiện tại là đang được anh giờ công an viên là cư mang tạm thời thôi. Đấy, trời lại mưa ở đây. Ruộng bằng thang. Cái mây này gọi là mây răng lối à. Hôm qua thì em có với anh Thành là cũng đã hẹn anh giờ công an viên với lại anh Pò trưởng thôn ở nhà rồi. Bây giờ là chúng em đang trên đường đi. Đây, đường đi ở trên này thì họ đang sửa, cho nên là có những đoạn là đá như thế này thì muốn đi nhanh lắm nhưng mà không có đi nhanh được. Bây giờ thì xin mời các bác là đi cùng với lại vợ chồng em Cói ạ. Chú già đi đâu đấy ạ? À? Chú đi đâu đấy ạ? À? À vâng.
đã đến nơi. Đường nó khó đi nên là chúng em đi mất cũng phải hơn tiếng. Chào chú. Em chào anh rồi nhá. Hôm nay anh nói chuyện với chỗ kia thì bây giờ chỗ ông đây chỗ bố thằng sau bữa nó lập cái lán đấy thì bây giờ nếu mà làm được đấy chỉ có cách đấy thôi, còn không thì chắc là cũng chẳng có chỗ nào đâu, tại vì là chỗ kia thì sau này anh nói chuyện với ông chủ nhà rồi thì ở chỗ đấy thì nếu mà để lên một tí thì đủ làm cái nhà. Nhưng mà anh ơi, vậy nếu như mà thì coi như là tìm đất nền nhà tôn đấy là của bố nó đúng không ạ? Của bố chúng nó. Thì sợ là mình làm trên đấy xong rồi mai kia bố nó lại bán thì sao? Thế là chẳng có ai đó mua đâu. Vì nhớ đâu là bây giờ đến lúc mà ông đi lên cơn, ông đi nghiện lên xong rồi lại bảo là ôi thế bây giờ là xây nhà như vậy thì bây giờ tôi lấy đất thôi, bây giờ là không lấy nhà nữa thì bảo bê đi, cái nhà xây thì sao mà bê được. Không, tức là xây đây thì tức là không có ai đó. Anh có gặp bố nó không? Anh sẽ đi tìm được không gặp đấy. Hôm nay đi tìm không gặp á? Ừ. Chắc cái đồ gì tìm hồ nó mới chắc. Anh đi tìm nó chắc chắc nó ra là thế nào. Không tìm thấy à? Không tìm thấy này. Không quan tâm con cái thì chán nhỉ em này. Đấy, thế nó mới giật thuê đây. Đây đất của bố đó hay là của thế bác của ông? Nhưng mà làm thì chắc chỉ có cách thì làm ở đấy thôi. Yeah. Đất của bố nó hay là đất của bác nó anh? Trước thì... Thôi là... Con của bà cô ấy, nó nợ của ông đấy 10 triệu thì... Sao không có tiền giả thì cho lại cái mảnh mình đấy ấy. Thì bây giờ đây là của bố nó thôi, thì bây giờ bố nó thì bây giờ thì bố thì nhưng mà cũng bảo là bố nó rồi, nhưng mà bây giờ thì không có chỗ làm thì con của nó thì phải để chịu, còn bây giờ nếu mà không phải cái đấy thì không có cách nào luôn. Thế anh đã đi hỏi bà con trong xóm làng ngày xưa thì xem mà cái nhà nào người ta tốt người ta cho chỉ cần một tí thôi anh ạ, tầm 50m² thôi mà 30 cũng được rồi. Thực sự mà nói bây giờ mà cho đất thì chắc chả có nhà nào cho luôn thật. Vậy à? Nhưng mà khó khăn thế. Khó mà bây giờ anh sau này anh có trao đổi với ông kia, nhưng mà ông kia bảo là bây giờ cũng chỉ có cây đấy thôi, chắc không có cách nào khác, tại vì là bây giờ nó muốn rồi người ta thì bây giờ nó rồi không mất tiền nó không được em hả, mà hồi đấy của họ người khác thì không có tiền thì chắc là không được, tại vì bây giờ nó khó quá, phải đi làm thế. Vậy em nhớ là trước ấy thì hình như là bảo đất ở trên này thì kiểu cự nhà nào mà không có đất làm nhà thì gọi là ở chỗ nào cũng được đúng không? Trước là như thế nhưng mà bây giờ thì nó thay đổi rồi. Bây giờ lại thay đổi rồi. Thế nó mới khó chứ. Như trước bọn anh làm cái năm đầu năm ngoái cuối năm kia thì khi làm đâu cũng được, nhưng mà bây giờ thì không được đâu, bây giờ thì... Thế thật sự là bây giờ là khổ thân là thương mấy đứa, mấy chị em nhà bớ hờ quá. Anh chia sẻ bây giờ chỉ có bây giờ chẳng có chỗ nợ và người cho thì chắc chẳng có đâu, chẳng có ai có như thế đâu. Thế vậy anh có ra đi hỏi chứ hỏi xem nhà nào cho chưa? Điện từ sáng bây giờ tôi đưa điện từ bây giờ. Điện từ sáng á? Nhưng mà nếu như mà làm trên cái nền của nhà tôn của bố nó vậy thì liệu có an toàn không anh? Liệu có chắc chắn là kiểu bố nó không bán không anh? Thế là làm như thế này chắc là nó cũng không dám bán đâu. Nó dám bán nhưng mà chẳng có ai dám mua. Tại vì là cái này là không phải là ở đâu. Có phải nó làm rồi. Nhưng mà đến lúc
giả dụ là trường hợp bây giờ tôi lấy lại đất tôi không lấy nhà thì đấy thôn mình có đứng ra được không anh? Hả? Thôn mình có đứng ra không cho bố nó bán được không? Được, quyết định chắc chắn được. Anh với cò có thể làm được. Anh cò có thể làm được. Thôn mình với mình thông báo với xã luôn nhỉ? Có mà khi mà thế đây chắc chắn làm được. Còn gọi là nếu mà bảo bây giờ xin của người bà con khác cho làm thì chắc là sợ rồi, bây giờ trả vai cho không có người tôi như thế nào. Mà anh cũng hỏi anh Duy phó bí thư đảng ở dưới xã bảo rồi bây giờ đất như thế này anh cũng bảo cũng hơi khó, nhưng mà anh cũng là gọi điện hỏi anh ấy rồi, cũng gặp hỏi rồi. Khó mà. Đất đầy mà. Bây chỉ còn cách đấy thôi, như anh giờ anh bảo thôi. Đất của bố nó như mình làm trên đất của bố nó. Trong thôn thôn mình sẽ đảm bảo là bố nó không thể bán được. Đây bây giờ cái thứ nhất là mình sẽ làm giấy tờ. Là không làm giấy tờ. Không cho làm giấy tờ xong mình sẽ làm với bố nó. Đó là sau này nó bán nhưng mà nó không có giấy tờ gì thì là sao làm mình thế. Không ai mà mua à? Em chỉ sợ như kiểu khi mà nó lên cơn ấy, người ta đã bảo là không nghe cái gì kiểm nghiệm mà không nghe thằng nghiệm giải thích ấy. Với chỉ sợ làm xong thì bố nó không cho bọn nó ở sao? Em nghĩ là không nên chỗ ở đâu. Tại vì là không, bố nó không cho bọn nó ở ấy. À, có chứ nó... Thôi mình phải can thiệp nhá, nếu mà làm được như thế ấy. Có chứ. Nó làm gì chuyện nhỉ? Nhưng bố nó về ở thì chắc không có rồi, thì đi. Em thấy bố nó về đây chẳng thấy về đây đâu nhỉ? Ôi giời. Từ đầu năm giờ anh có chưa nhìn thấy lần nào sao ấy? Từ đầu năm đến bây giờ nhỉ? Giờ không biết năm rồi. Đây. Về đợt hai chị em đi học và bố nó cũng không có hỏi han gì. Không, có nói gì đâu. Thế hôm thứ bảy anh lên đi tìm một ngày. Sáng nay anh đi hỏi xem có thấy ở đâu không, nhưng mà anh em trên đây cũng bảo không biết. Hay là ông kia bảo với đội kia là anh lên hỏi thì sợ nó bắt đi tù rồi hay đi cai nghiện anh. Hay là nó thế nó mới không dám nói sao rồi thấy đấy nhỉ. Thế rồi thôi cả nhà thôi bây giờ nếu mà hai em nếu mà khác định làm thì chắc chỉ có cái đấy thôi, nhưng mà còn ngoài ra làm cái khác nữa thì bọn anh cũng chịu, không có cái nào khác rồi. Còn riêng mà làm cái này nếu mà bố nói nọ kia thì bọn anh có thể can thiệp được. Thôn có thể can thiệp được nhưng mà bây giờ nó cái đấy là trừ mỗi cái chỗ đấy ra chả có chỗ nào làm. Bây giờ trên người cái này nó nhìn bây giờ nó chả có thể chả có thằng nào tốt, nhưng bây giờ nó đất đỏ như thế chả có thằng nào cho không là cái gì. Có 30-40 mét vuông thôi gì mà khó vậy luôn á. Tí lắm cơ mà. Nhanh giờ có chỗ nào không cho bọn nó mà in? Nhanh giờ có chỗ nào không? Anh làm gì có. Có mỗi nhà không. Quanh đây toàn nhà hết rồi nhỉ? Quả thôn à? À, của thôn thì chắc là cũng chả cho đâu. Sao không cho, mình cố gắng mình tạo điều kiện cho. Cái đấy chả cho đâu, tại vì giờ đến cứ nghĩ là bố nó bán hết rồi ấy, thì à. Chả cho đâu. Nếu mà từ nhỏ đã khổ thì khổ không có bố mẹ thì khả năng có may ra được. Còn bây giờ bố nó sống mà. Bố nó cũng sống mà bây giờ không phải là không có mà là có, nhưng có rồi nhưng mà bố nó bán đi ấy. Sợ nó chả cũng chả cho đâu. Kiểu bà con trong bản không đồng ý ạ? Thế nghiên cứu được khu đấy thì nghiên cứu được thì anh không chịu. Mấy cách thôi, chẳng biết đâu mà được. Nó bố mẹ nó không bán hết đi thì may ra đỡ được tí thì thế mới khổ chúng nó ấy chứ nhỉ. Bố này là đúng là bố làm khổ con. Ý của anh Phó anh nói là nếu như mà hai chị em bớ mà khổ từ bé
thì đấy, có khi là người dân bà con còn đồng ý cho. Còn bây giờ là tại cũng có bố mà bố lại bán hết đi, thế đấy, người ta mới khó ở chỗ đấy nhỉ. Bố nó làm thế thì nó chắc để ý này. Vậy tội chúng nó nhỉ anh nhỉ. Trước thì cùng với bà ngoại nó cơ, nhưng mà bà ngoại nó với cái bà cô ấy nhỉ, bà gì à? Đó thì nó lúc sau thì nó cho giống như chú chợ ở, nó bắt đầu quay ra giống chợ ở thì nhà anh chợ ở. Ở bà ngoại, ông ngoại thì mất rồi, mất cuối năm ngoái nhỉ. Còn sau đó thì còn bà ngoại thì cô không cho ở thì cũng khó, cũng không. Chúng nó rồi cũng lớn mà nhà cũng phải có cái nơi để về. Anh tháo cái này ra rồi, anh vẽ một đường cắt luôn. Vậy cái nhà gì nhờ ở trên đấy thì bảo xem là cái nhà đấy có đất không? Cái nhà mà chủ đất ở chỗ nền của bố nó nhỉ? Cái nền nhà tôn đấy đây. Anh Sơn đã hỏi rồi, bảo chỉ cho được cái khu, nó là cái phần mà cho bố nó thì cũng gọi là đủ để làm cái nhà mà. Tại em vẫn đang mong muốn là có một cái đất kiểu riêng không liên quan gì đến bố nó hết nhỉ? Kiểu có, người ta cho không thôi ấy. Còn ở chỗ đấy còn, chỗ đấy còn bên trên thì con của ông đấy còn đã xác định đi làm rồi đấy. Không có đâu. Sao nay anh hỏi rồi mà không có ở đâu. Ở trên con của nhà đất đấy á, cũng đang định làm nhà tiếp á. Làm nhà bên trên chỗ đền lắm của đấy này. À, đền của bố nó đấy á. Họ định làm ở cái nền, như đền đấy của bố nó làm sao mà làm được? Bên trên. À, bên trên đấy. 400.000 á? Đúng rồi, 400 triệu. 400 triệu ở cái chỗ công viên cũ đấy nhỉ? Là đất của tập thể thôn đấy. Nghi làm gì mà đắt thế. Đường áo là 400, 300 mang. Mấy chạm? Đường 500 mét vuông không anh Đào? Đấy bây giờ. Bằng cái nhà hay không? Chắc là có. Bác bảo sao ạ? Đấy, chú thương một mấy đứa con thì mới cho nó chứ không phải thì nguyên của nó thì ai mà cho. Đức của ông thì bán hết rồi. Đức của nó thì bán hết rồi, chú thì mới cho nó một tí thôi chứ không phải thì không có ai lấy được đâu. Cái trên này ạ? Ừ, thì cả thằng nào mua có phải không cho bán đâu. Mai giờ nó có làm thầy em cậu đấy không thì chắc gì đã được cái đấy, kia. Không được đâu. Chú thì mới thư mấy đứa con thì mới cho thôi chứ không có chú ở. Nó bá cái nhà nó đi thì không có chú ở thì chú thư nó thư mấy đứa con thì cho nó một ít là nhà thôi chứ không phải thể không có ai cho đâu. Tức là cái trên cái nhà tôn đấy à? Ừ đấy. Là của nhà chú. Ừ. Đức thế tôn này của bố, thế của bố nó hay là của chú à? Cái tu này nó là người ta giữ nhà trên này thì bố nó cho một ít thì cô nó đi mua hủ cho nó. Cô đi mua hủ thôi, không phải nó mua đâu. Cũng không phải của nó, tóm lại. Thế tóm lại cái đất vậy thì là của ai nhớ đâu là mai kia là nó lại bán đi sao á? Không bán được đâu, bán thì ai mà cho. Không phải của nó là gì mà nó bán được. Của nó thì bán hết rồi. Tức là cái nó ăn hết rồi. Để cho hai đứa con nhà nó thôi, không phải là... Cho mấy đứa con thôi. Để cho ông vợ của nó không có rồi. Không có phần của ông đấy ở đấy. Vợ của nó không có rồi, bán hết rồi. Nó ăn hết rồi. Cái bà đấy, 10 chục tiền sự cái bà cái như cái bà này cũng không có ai cho đâu. Mười triệu này không được đâu mà là bác thương bác cho. Ở đây người ta hết trăm triệu mà chỉ được mỗi cái nhà khô như thế này mà chứ phải tính ra mà 10 triệu tiền thì được bao nhiêu? Đất trên này đất vậy à? Khô đủ ở hết từ. Từ 10 triệu tiền về mua từ một cái nhà. Mua từng cái lá mà thì là cũng có đâu. Đây phải lên rừng già đất không có ai mới được chỗ. Đúng rồi. Bây giờ 10 triệu thì mai giờ chắc mua được
chôn được người. Nói chung là nó thì là nó như thế thôi chứ không phải thì không có ai cho đâu. Mình thì mình thương mấy đứa con thì mới cho nó thôi chứ không phải thì không cho đâu. Vâng. Coi như là mình cho khu cho nó thôi chứ không phải thì không phải bán gì đâu. Cho khu cho nó thôi chứ cho khu mấy đứa con cho nó ở thôi chứ không phải thì mà kêu bảo thằng nào mua thì cũng không cho mua được đâu. Mình bảo mày bán đi thì ta không cho bán đâu. À bác cũng bảo cho... cái này bố nói như thế nhỉ? Bố nói như thế rồi chứ. Vâng. Mày ở khu ở thôi cho mấy đứa cháu ở. Ừ. Thế như thế thôi chứ không thì mày bán thì ta cũng cho đâu. Kể cả thằng nào mua thì ta cũng cho. Nếu mà nó bán thì mà thằng khác vào đấy làm thì mình để bỏ nó như thế thôi. Không có gì đâu. Vậy ở trên này không có ai kiểu kiểu tốt bụng mà người ta cho tầm khoảng 50 mét vuông gì đấy cả. Không có ai cho hả bác? Không có ai cho đâu, để không có ai cho đâu. Thế mà kiểu một tí thôi mà, nhưng mà đất ở trên này thì đầy đấy à. Đất thì đầy nhưng mà người ta lấy tiền, chú mày mua 30 miếng vuông, còn 50 miếng vuông thì á. Là một cái nhà bé thì là 2-3 kế không khô hết đâu. Từ à, thì bây giờ nó đất như thế này mà là gì mà mua đất đó. Là bao nhiêu à? Đất bao nhiêu chú mày xem nào, ở đây thì chỉ có bao nhiêu, người ta chỉ có là một cái nhà này ôi là sự... Không có 200 mét vuông chứ. À không có đâu nhỉ. 100 mét vuông thôi. Ừ 100 mét vuông thôi. Người ta có 200 triệu mà. 100 mét vuông đâu mất mẹ 200 triệu. 100 mét vuông 200 triệu á. Ừ đấy. Từ như thế mà ai mà mua được. Ôi. Mua là cho nó không là được đâu. Vâng vậy chết. 1 mét vuông là 2 triệu à. Đấy. 1 mét vuông 2 triệu 10 mét vuông 2 triệu. Người ta có tính như thế đấy. Vậy đúng 5 mét vuông thì 5 mét vuông 10 triệu thì chỉ có mua được cái chỗ mà mình làm. 5 mét vuông thì được chỗ làm thôi nhá. Đấy một con người đủ là thôi đủ ở đâu chứ cô vậy. Nhưng giờ nói là nay anh giờ bảo là ở dưới chỗ đất tập thể đấy xem cơ, hay là bà con là có tạo điều kiện được không? Đấy mọi người ở đây đấy ngồi đây như này. Cho cái đất ở chỗ công viên cũ ấy. Cái này không biết được họ tự thể thì biết được. Ôi, cái này thì cả cho nhưng mà muốn lấy tiền thôi, không mua được đâu, không biết được. Không mua được, cho thì cho nhưng mà khả năng không bán ấy, nhưng mà không mua được. Bao nhiêu hả? Mấy trăm triệu ấy. Mấy trăm hả? Từ đây giờ 700 triệu mới được ăn đấy, từ ý là 700 triệu á? Chứ mà từ là... Chú đấy không có 700 triệu thì chúng mình không sửa được. Ôi, 700 triệu thì cháu chạy thôi. Đây. Cao quá, không với tới toàn mấy trăm củ khoai này chết. Có 700 triệu không sợ đâu. Sửa nó khu cho đấy. Sửa nó khu cho đấy. Như sáng nay anh giờ bảo là bà con đang đòi là 400. Nhưng mà bây giờ ông giờ bảo là 800 thì sửa không sửa được. Hay nhà bác này bác có không ạ? Khó lắm. Và nhà bác có không ạ? Để cho các cháu là tầm 30 mét vuông thôi, 40-50 mét vuông thôi. Hả? Không có đâu. Không có nhỉ? Khả năng mà cái chú chết đi thì cũng không sao đâu, không phải thì chú ở thì không qua giá mua đâu. Thật đó mà chú thư mấy cháu mới cho. Ôi, chú không ở nhưng mà cháu ở thì không sợ đâu mà. Thế nhà chú này có không ạ? Có nhiều. Không, bé bé thôi mà. Cái cạnh của anh em đi xem cái lá. Có nhưng mà không đâu. Bác bảo là có hay có, nhưng phải có bác Hồ. Thì đang bảo là có ai mà kiểu tốt bụng như kiểu ông Tiên và Bụt, à ông Bụt và Tiên ý thì kiểu cho như thế nhỉ. Chứ khổ lắm. Thế vậy đi xem đi nhà em, mình lên đấy xem nào đi. Mỗi cái nhà này thôi. 200 triệu. 200 triệu liền. Cái miếng đất này nhỉ? Ồ, đây á. Vậy sân này không phải à? À. À. Là 200 củ khoai. Là tiền đất thôi vậy á, tiền đất còn đắt hơn cả tiền nhà. Nhà. Tại kia. Khu sân đi bên này một tí nữa đâu, chỉ có cái nhà này thôi mà, nơi một tí này thôi mà đây này. Một cân 25.000 đấy. Đất một cân 25.000. Đất á? Đất ăn mà cứ được thế thì. Đất con được đâu mà cân. Đó cứ ăn mà được, ăn mà đỡ hết được. Còn đây tí có được một cân 20.000 thôi, đất Sapa mà được một cân 25.000 đấy. Ở đây mà bán được 30.000 một cân xuống rồi.
30.000 một cân thì dầu to, dầu hết rồi chả có ai khó khăn nữa. Đấy, cứ ra mà xung đất mang lên đi bán à. Có người bảo thế mà, đất Sapa 1 cân 30.000. Hả? Cứ là cho nó ở trên đấy đi, không sợ đâu. Cứ có lấy giá mua đâu. Vậy làm trên đấy thì bác có cho to ra một tí được không ạ? À? Cứ to ra thì chắc là cô cho được co miếu cho nó đi là đây nữa. Thế à? Bạn này giá to, tức bạn này ra gì mà chả đủ. Chú nhìn thấy biết rồi, đủ rồi. Chỉ có thế thôi. Cái đây có là một nhà nữa mà, nhà miếu là đây nữa mà. Dạ. Có hơn cả năm cháu. Vậy đất ở trên này là toàn 700-800 củ khoai, toàn tiền tỏi. Vậy có mà ngang đất phố à anh? Nhờ anh xá. Ờ. Nhưng mà vẫn hơn thiếu thiếu một tí. Hơn thiếu thiếu một tí á. Còn đây là xây. Nếu mà làm thì làm trường này nha. Vậy đâu à anh, nếu mà đây nhà anh thì đấy, anh là con của bố kia nhà bác kia nhỉ. Vậy thì anh cho thì đến đâu ạ? À? Đây cái. Đâu ạ? À? À đến cái cây này là bao quanh chỗ này. Vậy còn bên này à? Bên này. Đây chỗ đó bị thấp rồi mà. Hả? Cái này là bị thấp rồi mà. Đâu ạ? À? À, cho đến cái cây thông này thì sang bên đây. Thế em đang bảo là nếu như mà giả sử mà hai chị em bớ ở cây em là may mắn là được làm nhà chẳng hạn thì anh có cho được thêm sâu vào độ khoảng 1 mét đất nữa không anh? Đây này, đến cái chỗ cây thông này thôi, cho sâu một tí. Chắc là không cho được rồi. Sao không cho được hả? Trên này không đủ làm nhà ấy. Anh cũng muốn làm nhà trên này ấy ạ? Anh muốn làm cái nhà ở đây. Bây giờ đất lại không có nữa. Có ba em thì có một hai cái nhà thôi, còn muốn làm thêm một cái nhà cho anh kia nữa. Thì trên này không có đất rồi, bây giờ chắc là không cho được rồi. Một tí thôi mà, một tí tí thôi nhỉ. Một tí thôi sợ không đủ đấy. Thế nên là xây từ đây đào móng vào đây rồi xây lên nữa. Ô vậy sát nhau quá ở nhà ấy. Thì cái nhau để lại một cái rãnh nước thôi. À. Thì vẫn phải là sân thì thế thôi, bây giờ đất hiếm rồi, không có đất ấy. Bây giờ là không như ngày trước đấy nhỉ? Chứ ngày trước là trong thôn là ai mà không có chỗ để làm ấy nhỉ? Thì còn làm chỗ nào cũng được nhỉ? Nhưng ngày trước thì mấy chỗ này thì không muốn làm đâu, muốn làm mấy chỗ kia đẹp đẹp kia thôi. Nhưng mà bây giờ đất của họ hết rồi, không có đất để làm rồi. À, giờ là của họ hết rồi. Không có mấy chỗ ở đây làm thôi nhỉ? Không có mấy chỗ ở đây làm thôi, chứ còn tôi không muốn làm đâu. Thế anh giờ anh thử đo từ thử áng áng từ từ bên kia sang bên này xem là được bao nhiêu mét đất ạ? À 7 mét, từ chiều này sang đến bên này là 7 mét. Về sâu 8 mét, mét tầm làm được đấy, 7 mét 8 mét thì nó tính dư vật khoảng 18-16 à. Đấy bên dưới này thì là số chỗ này là số tầm chỗ này được mà. Kể lên cứ là bao quanh rồi bên này để là một ít sân. Vậy nếu mà vậy thì phải kè tốn phết đấy nhỉ? Chỗ này nó cũng chặt cực cao đâu mà. Chỗ này không có kè đâu, chỗ này đá thôi mà. Chỗ này có cái đá to rồi. Vâng. Đây đá thôi mà, không kè đâu. Kè đây mặt bằng để nó lấy mặt bằng rộng. Lấy một tí mặt bằng đi, kè một tí mặt bằng thôi. Cái này đào kè đây một tí, sau này đào cái này sâu một tí. Sạp cái đất này xuống cho nó bằng cái này thôi. Thì nó bằng được. Chỗ này là một quả đá thôi mà. Vâng.
Nhưng mà có sợ là làm xong bố nó lại về lại bảo đất của tao xong à? Không. Thì đấy thì cái đấy anh cũng ra khẳng định là chắc là nó dám nói thế đấy. Thế ạ. Có dám đảm bảo không? Có. Bên này có. Bên này có khi đào sao được. Anh đảm bảo luôn. À. Bên này vớt rộng mà. Vâng. À, cho rộng sang bên này tí. Anh sẽ nói chuyện với thôn nữa. Bí quá đào sang một tí thì thế này chắc được. Cho nó dịch sang bên này một tí. Chỗ này nó chỉ có người đi lại thôi. Đất chỗ này vẫn còn rộng mà. Đường này. Dịch sang bên này một tí. Mình phát gọn cái này đi cho họ đúng không? Phát quang đi. Phát quang đi bên này. Đi được. Sửa xe máy được. Thoải mái mà. Có đi bộ thôi mà nhỉ? Có đi bộ thôi, có đi xe đâu. Xe máy vẫn phải đi đấy. Không. Làm nhà đây thôi là xe máy. Vậy cái vườn này của ai hả anh? Cái vườn này này. Nhà của mình. Không biết bác này bác có cho không nhỉ? Cho à? Cho bác. Cho nhưng lại tiền thì làm gì nói cho nữa, vậy nói làm gì nhỉ? Cho thì chắc là có cho đâu. Nhưng mà bây giờ làm nào để tìm thấy bố nó nhỉ? Anh giờ là anh cũng đi tìm mà không thấy à? Thì bây giờ anh đi tìm thì chắc không thấy được đâu. Đi tìm bố nó thôi, không biết được đi tìm ở đâu đâu. Khi nào có khi nào đi qua ở đây gặp thì mới tìm thấy được thôi. Đi lên rừng đâu không biết được đi tìm ở đâu. Anh giúp mừng mà. Nhìn giờ bảo là tìm là sợ anh giờ là công an viên lại sợ bắt ông ấy đi cai nghiện hả anh? Chắc là thế. Chưa bao một lần đi chắc là sợ. Chưa lần đi. Giờ bảo anh giờ đến tìm là sợ luôn này. Nhưng mà anh phải nghĩ đến con của anh ấy chứ nhỉ. Ông không nghĩ đến con là chịu gì sợ như thế. Ô chịu bố à. Em sao được bên này một tí mà đường rộng như thế này. Được cái chỗ này rộng. Thật trên này xe máy. Vâng. Thế vậy chỗ này là gọi là cuối cùng là không có nữa anh. Hết không ai cho à? Thế vậy là nếu như mà làm ở đây là bọn anh cũng đảm bảo được luôn rằng là bố của nó là không liên quan đến cái chỗ này. Nhưng bây giờ phải làm nào để gặp được bố nó, tìm được bố nó là phải ba mặt một lời và cơ anh ạ. Với lại gọi là giấy trắng mực đen vào. Thì nó mới chắc như đinh đóng cột được nhỉ anh nhỉ? Bây giờ anh phải có biện pháp là bảo ai, một người nào đó ở trong thôn mình đi tìm hộ rồi. Bây giờ anh đi tìm nó khó quá. Nó sợ anh ấy nhỉ? Người cho thôn đi tìm nhưng mà chắc gì đã thấy. Thấy thì chắc thấy, đồng bọn đi... nó thấy mà. Đồng bọn đồng bọn nó chắc gì thấy được. Nó lại đi lên rừng, đi lạc kia trên rừng. Một ngày nó đi, kể cả đi rừng một ngày nó cũng chắc chắn là về rồi. Tại vì nó phải ăn chứ đúng không? Ăn thì nó đói rồi nó về. Nó đi ngủ lán kia kia đi làm ấy. Nó độ đấy đi thì nó cũng chả đi xa được bao nhiêu. Con của anh ngủ rồi. Bé này vừa thấy tỉnh. Làm nào thì mình phải chắc chắn tí nhỉ, phải chắc chắn. Thôi cái đấy thì anh sẽ, và anh sẽ khăn làm việc với ông đấy, với làm hai đứa con mà. Vâng. Nếu mà làm xong bố nó bán thì sao? Anh có chịu nhiệm không? Ôi, cái đấy anh sẽ chấp nhận cho. Nếu mà nó mà dám bán mà có người dám mua thì anh sẽ chấp nhận cho. Cái treo như biển nhà tình thương chắc cũng chẳng ai mà mua ở nhà. Đấy. Không mua đâu. Cái này bây giờ bọn anh chỉ cần nói một câu thì... Cái này có đẹp mấy đâu mà... Bọn anh chỉ cần nói một câu thì chắc là người mua cũng chả ra ai mua mà người bán cũng chả ra bán. Bây giờ bọn anh sẽ, nếu mà lập xong nhà, bọn anh sẽ họp thôn, bọn anh sẽ tuyên truyền cho nhân dân là nhà này là không được bán, chẳng hạn. Đấy, không được, không mua. Chỉ cần nợ cho nó không được bán nhà này. Thì là mua chờ bảo không được mua. Nhà đứng tên mấy chị em nó thôi, nhà chị em bớ hờ thôi. Đúng rồi. Cô ba người thì anh giờ là cán bộ thôn ở trong này, anh cũng nói là bây giờ thì đất ở trên này nó cũng có giá ấy, cho nên là cho thì cũng phải tiền cơ, thì nói chính ra là chẳng ai cho được. Không ai cho được thì bây giờ là còn cái chỗ này, nhà bác đấy tên là gì nhỉ? Bác Chu Cà Sa. Không, bác vừa nãy đấy, bác Chu Cà Sa đấy. Bác Sa bác bảo là thì cái chỗ đất này này thì bác nghĩ là thương, cũng thương là mấy chị em bớ hờ thì mới cho thôi. Chứ còn cái số tiền mà gọi là 10 triệu bác các cái đất này ra thì 10 triệu chỉ đủ để cái chỗ mà mình nằm thôi. Thì cũng sẽ 10 triệu cũng sẽ không được cái nền như thế này. Thế thì cái bác cũng thương mấy chị em thì đến lúc mà gọi là cho bố nó nói chuyện với bố của bớ hờ thì mày cũng bảo là không có được bán, là không cho mày bán đâu và cũng không ai mua được. Đấy thì bây giờ anh giờ công an viên trong thôn thì cán bộ thôn thì cũng bảo là đấy cũng làm giấy tờ, sau đó thì cũng bằng mọi giá là bằng mọi cách là cũng không cho bố của bớ hờ là bán để cho các em là có nhà để mà ở, đi có chỗ để mà về, đi có chỗ để mà về thì bây giờ là nó sẽ là như thế. Thì
Em Cói là cũng hy vọng là qua cái video này thì có thể là nhận được sự đóng góp ý kiến của quý Mạnh Thường Quân và cũng như quý khán giả, rất mong các cô các bác có thể góp ý ạ. Nên chúng em thì là chỉ là cái người cầu nối thì cũng rất là thương hai chị em Bờ Hờ, thì cũng rất là mong muốn hai chị em Bờ Hờ là có được một cái ngôi nhà đấy, thật sự là như thế, và các bác là cũng đều rất mong muốn thế. Thì bây giờ là không có đất rồi, chỉ cái chỗ này là cuối cùng rồi các bác ạ. Đấy, anh giờ là anh cũng hỏi rất là nhiều rồi. Không à, cũng chả còn chỗ nào nữa nhỉ anh nhỉ? Hết rồi, vâng. Chả còn chỗ nào nữa. Thôi cái mọi việc đất đai thì thôi, vợ chồng em nhờ trong thôn mình nhá. Đấy, trong thôn mình đảm bảo. Thế thì anh sẽ chịu trách nhiệm cho. Vâng. Chứ không là chúng nó cũng không thể nào mà ở mãi nhà anh được. Và cũng có một số cô bác cũng nói là ở nhà nhờ nhà em sửa, mà nhà em sửa là không chỉ riêng em sửa mà còn có anh trai của em sửa nữa. Có em trai anh trai của em sửa này, với lại nói chung là cũng nó cũng không phải là cái biện pháp lâu dài cơ anh nhỉ. Đấy. Bây giờ nhá, giả sử anh kể là dân tộc bọn anh thì là không phải cùng họ với nhau, thì là chả may là uống đau bệnh tật gì chả may xảy ra thì là không được ở đấy cơ. Nó sợ nó không được chết trong nhà đấy. Nó chết trong nhà đấy thì lại không phải cùng là cùng họ với nhau thì được, nhưng mà không cùng họ với nhau chết đấy thì nó sau này nó cũng kiểu gì nó rất là khó rồi. Bọn em thế khó trong người ngoài ở nhà mình thôi, chẳng may chết. Nói chung là nếu như mà hai chị em mà không có chỗ ở thì anh giờ anh cũng chỉ cư mang được một thời gian và gọi tạm thời thôi, không phải là biện pháp lâu dài. Mà ở nhà em xử thì em xử là chắc chắn là em xử vẫn sẽ cho hai chị em Bờ Hờ ở thôi. Nhưng mà nó cũng có thể cũng chỉ một thời gian thôi, rồi ai cũng lớn ai cũng trưởng thành mà nhà anh nhỉ. Đấy, cuộc sống riêng. Đấy, cũng tội nghiệp mà các em quá. Bây giờ là như thế cô bác ạ. Hy vọng các bác có thể góp ý kiến cho em và hoặc là có thể tư vấn cho em Cói qua số điện thoại là 0334361104. Đấy, số điện thoại thì em Cói để trên màn hình, hoặc là liên hệ qua Facebook của em Cói ạ. Này, rất là mong là nhận được sự đóng góp ý kiến của các bác hoặc là bình luận ở cái phía dưới của video. Trao đổi với thôn nữa. Vâng. Sao là anh sẽ nếu mà di chuyển ra được một tí bên này tầm khoảng mét. Từ đây gọi là cứ từ đây giao cầm 5-60 phương là một cái là một, cũng được đỡ được bao nhiêu đỡ, còn thì mình không làm tiếp bên kia nó hổm quá. Bên này ra đoạn này được mà dọc qua dọc phía kia cơ mà. Đường đi lại sau này được mà làm đây thì phát qua cả cái bên cây này nữa. Chỗ này đào rãnh đào hoàng. Thế mà làm đây thì sau này có cái nhà em trai của anh này à? Trời, nó cũng không buồn gì. Từ đây lên đường thì thoải mái luôn. Từ đây chắc là dùng khoảng mét sữa nhỉ. Nó mình sửa cái chỗ tải ly kia một tí nữa được chắc tầm khoảng mét rưỡi. Đường thoải mái luôn. Là tới tầm chỗ này thì được, bên kia đường còn rộng kia được. Đây Bờ Hờ là có bố còn khổ chúng nó ra anh nhỉ. Nên như anh giờ anh bảo là ví dụ như cái đất tập thể thôn dưới kia mà chúng nó khổ từ bé, khổ từ trước thì gọi dân cho, nhưng mà bây giờ là nó có bố nó khác tạo nghiệp cho chúng nó, thế là chẳng ai cho, khó khổ thật đấy. Bố nó cũng có đất đai, bố nó bán này. Đấy, người ta nghĩ thế. Khó là khó. Nó bán đi thì ai cũng thắc mắc nhiều. Thắc mắc chứ. Đây nhà bác chết. Này còn thương mấy đứa bé mới cho chết ở đây bây giờ rồi, chết thì không là được cái gì nữa, chết phải chết sớm một tí. Khi nó về được bán hết đất kia thì nó mới trả lại. Bây giờ chết cũng chết cũng như nhau mà bây giờ thì đạt được cái gì nữa. Chết cũng chết như nhau. Thật cũng sống cũng bằng không nhỉ, có cũng như không. Thế rồi. Bây giờ nó đã gọi là bây giờ nữa. Gọi là bố nó chết sớm. Bây giờ chết cũng được, bây giờ chết thì cũng có người thương thật, nhưng mà bây giờ gọi là bây giờ bố nó sống dở dở đấy, người ta cũng chả có ai muốn thương được mấy đứa đấy đấy thì khó. Bây giờ ai cũng bảo là bố nó sống dở dở đấy, bây giờ thương mấy cái đứa đấy cũng chả có cái gì. Chính cho nó tội nghiệp lắm ý nhỉ anh nhỉ, trong vậy thôi. Anh đến tối anh ở trên đấy anh chơi vừa đấy ngó xem ra đâu cả buổi sáng đi đến tối anh mới về mà. Tầm 6 giờ anh mới về, còn không nhìn thấy nó một lần nào. Và lúc sau mấy anh em bảo là ú thì ông này nó ưng ấy chứ đấy mà. Nó trốn anh thôi nhỉ, vậy nó chả thương con nó vứt vậy chịu. Được nhá.
Thế vậy nay là cảm ơn anh Giờ nhiều nhá. Vâng. Cảm ơn hai vợ chồng nhá. Đất ở trên này thì đắt quá. Toàn giá trên trời rồi cô bác ạ, không với tới được. Đất như vàng. Hơn cả vàng. Đất là vàng. Này cô bác ơi, cái chỗ mà bác chú Cà Sa cái bác ấy bảo là đây đất tập thể của thôn, là chỗ này phải có giá là 700-800 triệu đấy ạ. 700-800 là còn chưa bán đấy, toàn mấy trăm củ khoai này. Đấy, đây. Cô chỗ cái mương đến đường này. Cái mương đến đường này thôi, đấy. Chỗ này thì được 200 m² à? Đấy, đến đường này thôi. Đây là tập thể thôn, đấy, cái này của thôn. Nhưng mà sợ dân là còn chưa muốn bán, còn không bán ý, đấy. Cái này thì chịu chết thôi. Đấy, bác ấy bảo là đấy còn không dám sờ vào ấy chứ. Cô bác ơi, video ngày hôm nay thì đến đây thôi ạ. Em có là cũng xin phép là kết thúc video này thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các cô các bác ở những nội dung tiếp theo trên kênh Cói La Linh.